sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Báo quốc tế ấn tượng với PVF chỉ cách giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm. AFP ấn tượng với cơ ngơi hoành tráng của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF, nơi ươm mầm nhiều tài năng lớn giúp bóng đá Việt Nam nuôi giấc mơ World Cup. Lễ khánh thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF ở Văn Giang, Hưng Yên từng khiến cho báo chí quốc tế xôn xao. Lần đầu tiên một trung tâm đào tạo bóng đá tại Việt Nam mời được hai cựu danh thủ là Ryan Giggs và Paul Scholes làm cố vấn. Tham vọng của PVF nói riêng và tham vọng của bóng đá Việt Nam nói chung được chắp cánh nhờ đường đi nước bước bài bản cùng lộ trình dài hạn. Theo hãng thông tấn AFP, PVF có cơ ngơi đào tạo ấn tượng được xây dựng bởi tập đoàn Vingroup của chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Những trung tâm hiện đại như vậy sẽ giúp cho giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam khả thi hơn. AFP đưa tin, chưa quốc gia Đông Nam Á nào từng góp mặt ở sân chơi World Cup, nhưng điều đó không khiến Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup nản lòng. Người đàn ông này đang đứng trước nhiệm vụ đưa quốc gia cuồng bóng đá như Việt Nam được dự World Cup lần đầu tiên. Cơ ngơi trị giá 15 triệu đô la Mỹ do Vingroup xây dựng đã giúp bóng đá Việt Nam có được bước tiến mạnh mẽ. Điển hình là chiến tích lọt vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Hai huyền thoại của Manchester United là Giggs và Scholes cũng sẽ được mời làm cố vấn của PVF. Trung tâm đào tạo được xây dựng với trang thiết bị tân tiến, bao gồm cả phòng tập giả lập 360S. Đầu tư trang thiết bị tân tiến tại PVF có thể được xem như nước đi táo bạo của Phạm Nhật Vượng, người từng khởi nghiệp với việc bán mì ăn liền ở Ukraine trước khi xây dựng đế chế kinh doanh trị giá 7,8 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, AFP cho rằng vẫn chưa thực tế để Việt Nam có thể nghĩ ngay tới World Cup. Thành tích vô địch AFF Cup hay vô địch SEA Games không khiến khoảng cách giữa Việt Nam với các đội tuyển hàng đầu châu lục thu hẹp lại. Dự World Cup 2026 sẽ là đích đến khả thi hơn khi số đội được tăng từ 32 lên 48 đội. AFP dẫn lời chuyên gia Steve Dolby, cựu huấn luyện viên tuyển nữ Việt Nam. Tôi không nghĩ Việt Nam vượt qua vòng loại World Cup 2022 thay thế một trong những quyền lực châu Á như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc để lấy một trong những tấm vé ít ỏi. World Cup 2026 là mục tiêu khả thi hơn. Dù vậy thì họ vẫn sẽ bị xem là đội chiếu dưới, mọi đội bóng Đông Nam Á dự vòng loại đều bị xem là đội yếu, xếp hạng hạt giống thấp. Việt Nam cần có được thời gian để vươn lên nhóm đầu. Báo châu Á dành cho bóng đá Việt Nam lời khuyên là hãy xây dựng thêm những cơ ngơi đào tạo, phát triển bóng đá đẳng cấp. Nhờ có học viện Allspride danh tiếng với những chuyên gia tên tuổi, Qatar đã vô địch ASEAN Cup 2019 với thành tích toàn thắng. Đào tạo trẻ tốt, các nền bóng đá sẽ có chân đế vững vàng để rút ngắn được khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu. AFP kết luận, Việt Nam vẫn phải kiên trì với quá trình phát triển hiện tại. Nhờ quá trình ấy, họ đã có được vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng của FIFA cao nhất từ trước đến nay. Lứa trẻ của Việt Nam cũng rất hứa hẹn. Họ có lần đầu dự U20 World Cup hồi 2017. Một năm sau, U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á. Các cổ động viên từ khắp nơi trên cả nước đã đổ ra đường để ăn mừng thành công của đội tuyển. Mà ăn mừng sẽ còn cuồng nhiệt hơn nữa nếu họ được dự World Cup. Hồng Nam, VTC.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.